Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, một năm qua, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Thủ Đức, phát triển thành phố tương xứng với vị trí, vai trò, tầm vóc theo kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, đã có nhiều cách làm đổi mới, xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiêu biểu tại nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong cuộc sống, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nhân dân thấm nhuần, cụ thể, biến thành hành động có ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Các hình thức phong phú, đa dạng như gian hàng không đồng của Mặt trận Tổ quốc, chia sẻ yêu thương của đoàn thanh niên, mô hình nụ cười công chức, bốn xin bốn biết về cải cách hành chính, mô hình lắp đặt camera an ninh phòng chống tội phạm tại các địa phương đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng, toàn xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu Thành phố Thủ Đức nghiên cứu triển khai những phương pháp, phương thức hay hơn nữa để tiếp tục lan tỏa có hiệu quả những tấm gương sáng, qua đó tạo thành phong trào sâu rộng tại từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức đã tuyên dương 167 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022.